Rồi, tay mình cầm trong phạm vi của xe thôi nha. Dạ dạ. Nó ngồi đỡ vướng. Nhẹ thôi. Mình dậy là tốt rồi. Nhẹ nhẹ thôi bố ơi. Gà chứ. Trời ơi. Rồi tiếp theo. Có thể bỏ cái chân này để chích chích xíu để bỏ cái chân. Mày hiểu đâu rồi. Cái này mà kia đi một mình thôi luôn á. Thả luôn đi bố, tới ngày thả được rồi đó. Từ từ lần trước đang bị dừng rồi thôi. Tắt đường à. Ôi lên kìa, từ tí đi xuống. Wow, mình ta nhìn cảnh đường khác kìa. Wow. Đó, chuẩn bị xuống nè. Nhẹ thôi bố ơi. Cái này xuống nhẹ thôi. Phương khác mình dừng. Kẹt rồi. Chạy tới xíu bố, chạy đợi nó. Bố sao hết pin rồi bố? Hả? Sao nó bỗng không? Không bỗng bay hả? Đồng thế. Căng quá. Đầu nha mình ta, đứng chạy nha con, nguy hiểm nha. Chạy tới đâu? Chạy tới khác là hết đó mà. Chờ đi bố ạ. À. Tại vì chờ bà xuống luôn đi, chờ tới kẹt đường. À. Thắng lại, kẹt đường rồi.
rồi đó. 1, 2, 3 thả thôi. Giảm tốc độ, hết đường trượt rồi. Dày quá, chết được, dày quá. Hồi nãy cái đoàn á, đông quá. Đi xe sau cái đoàn đông quá. Mất cảm giác. Hết rồi, hết đường rồi, đang xuống, đang xuống. Bà Hiếu to, bà phải ngồi đằng sau. Người to phải ngồi đằng sau. Người nhỏ trước. Rồi mình tham quan thác tí rồi mình đi lên. Cái vé đó mình đi luôn á. Nhưng mà giờ mình có xuống thác tí chứ. Xuống rồi thử đi. Xuống thác tí chứ. Có tham quan thác không? Tham quan thác tí đi. Được, được, cầm cái vé đó đi lên thôi. Được, hồi nãy tôi hỏi rồi. Ở ra dưới bộ đàm nghe được không? Đừng đưa khách xuống mà hỏi hỏi rồi. Rồi, hai chú con trái đó chị ơi. Xuống chơi khác. Xong nữa rồi. Nằm ngửa thôi Minh Tăng à? Ừ, vậy. Minh Tăng nằm ngửa thôi, chỗ này có ngon có được. Nằm ngửa ra. Mình đang đi lên. Con làm gì vậy? Minh Tăng ơi. Yeah. Ông ơn xã à. Trời ơi, nãy xuống thì không thấy nói. Xàm thiệt chứ. Chuẩn bị được sổ thôi xíu kìa. Tới nơi rồi đó. Đi lên thì ít tiền, 20.000 cho nó nhanh. Tới nơi rồi. Yeah. Xuống ơi. Rồi, cảm ơn.